Chiều 29 tháng 9, Thượng tá Lê Minh Chánh, Phó trưởng Công an thành phố Phú Quốc cho hay, tính đến thời điểm này đã phát hiện tổng cộng 6 thi hài trôi dạt vào bờ biển. Tất cả đều đang trong tình trạng phân hủy nặng. Tất cả 6 thi hài này đều được phát hiện tại khu vực ven biển Bãi Trường, ấp Đường Bào, xã Dương Tơ, thành phố Phú Quốc. Anh Lê Huỳnh Tâm, chủ cơ sở dịch vụ cano và cứu nạn cứu hộ tại khu vực này, cho biết vào khoảng 10 giờ cùng ngày, thi hài đầu tiên được phát hiện ngay tại khu vực cano của cơ sở anh đang neo đậu. Anh Tâm cho biết, ngay sau khi phát hiện thi hài đầu tiên, anh đã cùng nhân viên của mình đưa thi hài lên bờ, tiến hành vệ sinh, thắp hương, đồng thời báo tin cho cơ quan công an xã Dương Tơ, thành phố Phú Quốc đến xử lý các công đoạn tiếp theo. Tưởng mọi việc dừng lại ở đó, ngờ đâu, việc xử lý thi hài đầu tiên chưa xong thì lại phát hiện tiếp thi hài thứ hai cách đó không xa. Và cứ như thế, đến khoảng 14 giờ cùng ngày, hiện đã phát hiện ra tổng cộng 6 thi hài tại khu vực này. Một bảo vệ của một resort cho biết, trong 6 thi hài bị trôi dạt vào thì có 2 thi hài không còn nguyên vẹn. Đó là thi hài được phát hiện thứ 4 và thi hài thứ 6. Ngoài ra, có cả thi hài mà theo anh chỉ khoảng hơn 10 tuổi. Hiện chúng tôi đang cố gắng đưa thi hài thứ 6 lên bờ, nhưng trời mưa to và biển có sóng lớn nên chúng tôi gặp nhiều khó khăn, anh bảo vệ nói. Bước đầu, công an xác định những thi hài trôi dạt vào bờ biển có cả nam và nữ, chưa xác định được danh tính cụ thể. Hiện cơ quan công an vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ, thông báo đến nhân dân. Ai có người thân bị mất tích thì trình báo với cơ quan công an thành phố Phú Quốc để xác định nhân thân. Theo nhận định của cơ quan chức năng, có khả năng các thi hài trôi dạt vào bờ biển hôm nay liên quan tới chiếc tàu chở 20 người Trung Quốc bị chìm trên vùng biển chồng lấn giữa Việt Nam và Campuchia vào ngày 24 tháng 9 vừa qua. Tại thời điểm đó, tàu cá của ngư dân Phú Quốc đã cứu được 11 người đang trôi dạt trên biển. 9 người còn lại được cho là do mất tích. Do đó, lực lượng chức năng thành phố Phú Quốc vẫn đang túc trực tại bờ biển để phòng trường hợp tiếp tục có thêm thi hài trôi dạt vào bờ.